Xin kính chào quý vị và các bạn. Tại Tây Nguyên hiện có hàng trăm nhà văn hóa cộng đồng đã được xây dựng với kinh phí lớn để nhân dân hội họp vui chơi. Tuy nhiên, những nhà văn hóa cộng đồng này đang trong tình trạng xuống cấp, bị bỏ hoang và kém hiệu quả, gây nhiều bức xúc trong dư luận. Theo ông Phạm Văn Hợp, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Khánh Sơn, thì năm 2010, huyện này đã được cấp gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình Cận Tây Nguyên để xây dựng 4 ngôi nhà dài, mỗi căn xây dựng khoảng 500 triệu đồng làm nơi sinh hoạt cộng đồng và tổ chức các hoạt động văn hóa. Tuy nhiên đến nay, ngoài nhà dài ở thị trấn Tô Hạp được sử dụng khá hiệu quả, thì số còn lại chỉ được dùng mỗi tháng 1 đến 2 lần và đang dần xuống cấp. Sự lãng phí ở các công trình văn hóa như thế này là một sự thật không thể né tránh. Đáng tiếc là đến nay, nguyên nhân của sự lãng phí này vẫn chưa được ngành chức năng và địa phương đặt ra một cách nghiêm túc và khắc phục kịp thời.